vị các bạn, thì sau đây công ty Vi Việt chúng tôi xin giới thiệu với quý khách về một số loại thiết bị phun sơn. Thì trên tay tôi là súng phun sơn R110 của hãng Rona Đài Loan. Thì cái loại R110 này á thì chuyên sử dụng để phun sơn ô tô, xe máy, phun các cái đồ gỗ cao cấp. Thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với quý khách chi tiết về cái dòng súng này. Thì dòng súng này á thì nó sẽ có hai cái model mà rất là hay dùng là R110G13 và R110G15, có nghĩa là hoặc là F13 hoặc F15, thì nó khác ở cái bình đựng sơn thôi. Nó khác ở cái bình đựng sơn. Thì cái dòng súng này á thì nó chuyên sử dụng để phun ô tô, xe máy hoặc là các đồ gỗ cao cấp với cái độ tơi mịn rất là cao. Thì bây giờ khi mua về chúng ta sẽ có hộp đựng đây. Thì trên này nó sẽ thể hiện cái mã và cái kích thước kim. Thì chúng ta sẽ mở cái hộp súng này ra. Chúng ta sẽ mở hộp súng. Tôi sẽ mở cái súng này ra cho quý khách xem. Khi mở ra thì nó sẽ có thứ nhất là catalog của hãng này. Trong này có tất cả các loại súng này. Ở trong này nó sẽ có một cái bàn chải này và một cái ốc hơi, nối hơi, và đây là các cái bạc lít của hãng. Thì tiếp nữa là ta sẽ có cái súng phun sơn R110. Đó, thì được cả cái đầu nắp chụp và các cái nút chỉnh được mạ chrome màu đen rất là sang trọng đẹp. Và cái trên súng thì sẽ thể hiện được cái số năm của cái hãng. Hãng này đã bắt đầu thành lập được 33 năm rồi. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành ta gắn cái cốc. Cái cốc thì nó sẽ sử dụng cái cốc RC4S 400ml. Thì cốc này thì là cốc nhôm. Cốc bằng nhôm. Thì đây ta sẽ có cái cốc đựng sơn RC4S 400ml. Thì trong cốc rất là sáng đẹp. Bây giờ ta sẽ tiến hành ta test mẫu thử cái súng này. Ta sẽ tiến hành ta gắn cái cốc đựng sơn vào. Ta sẽ tiến hành ta gắn cốc đựng sơn vào. Đó, đây tôi có đường hơi. Tôi gắn đường hơi vào. Rồi, sau khi gắn đường hơi vào thì ta sẽ thử này. Ta sẽ chỉnh cái nút ở phía sau ra để nó nhả cò ra. Và đây, nút súng này nó sẽ có hai nấc, một nấc thì ra hơi và nấc thứ hai sẽ ra sơn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đổ cái nước vào. Sau khi tôi đổ nước vào xong thì giờ tôi sẽ test thử cho quý khách xem. Tôi sẽ bóp một nắp để nó xa hơn. Chúng ta có thể chỉnh được độ chỉnh xòe. Nó sơn ô tô xe máy lên cái độ xòe của nó khá lớn. Đó, chúng ta sẽ thường là sẽ cách khoảng 20cm. Đó, khi đặt cái súng phun sơn. Sơn ít nhiều ở đây. Ta chỉnh lượng sơn ít nhiều ở đây. Lượng gió, lượng hơi đó. Hạt sơn ra rất là tơi mịn. Súng cầm chắc chắn, đẹp. Đó. Thì trên đây thì công ty Vi Việt chúng tôi đã test mẫu cho quý khách xem về cái súng phun sơn R110 của hãng Rona Đài Loan. Thì đây là dòng súng cao cấp của hãng, được thiết kế chuyên dùng cho sơn ô tô, xe máy và các cái đồ gỗ nội thất cao cấp. Thì để ủng hộ kênh và xem được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.